Điều gì đã khiến cho hai bạn cảm thấy không hợp nhau? Bởi vì hai bạn đã từng có những giây phút thực sự hạnh phúc. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn đã chọn xem trải bài này. Xin cảm ơn thông điệp đã gửi vào trong trải bài. Và các bạn có lá 10 ly ra ngược. Lá bài thứ hai, các bạn có lá 8 tiền ra ngược. Đây là trải bài dành cho các bạn về chuyện hợp tan của hai người đã chia tay và ngắt kết nối. Một chuyện tình buồn nha các bạn. Chúng ta có thể thấy lá bài 10 ly này xuất hiện. Nó ra thẳng thì nó chính là một cái hạnh phúc mãi mãi. Nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh lý tưởng về sự an bình thoải mái của một gia đình đã bị phá vỡ và từ lâu đã không được thực hiện được. Một sự liên kết bền chặt để tạo ra một gia đình, một cộng đồng bị phá vỡ hoặc tạm ngưng. Các bạn chọn thay vì kết nối mà các bạn lại thấy là có khoảng cách giữa hai người. Thay vì đến với nhau thì các bạn chọn là xa nhau. Và bản thân trong mối quan hệ này, một người thì hình như không đáp ứng được cái mong đợi của người kia. Họ không biết cách học đối xử tốt với nhau, yêu thương và quan tâm đến nhau. Bởi vì họ quên rằng cách duy trì hạnh phúc cho một gia đình chính là sống hài hòa và chấp nhận những quan điểm khác biệt, cùng nhau tạo nên giá trị, xây dựng nên mối quan hệ này. Nhưng một trong hai người không chịu làm chuyện này. Và các bạn hoàn toàn cảm thấy mình không thuộc về nhau, một cảm giác không có ổn định và an toàn. Bạn thấy lung lay rất là nhiều. Dấu hiệu sự xáo trộn mất cân bằng trong mối quan hệ này là có. Và bạn đã làm việc rất nhiều, cố gắng rất nhiều hơn là cái mình bỏ công bỏ sức để mong kết quả tốt hơn, nhưng cuối cùng cũng không được gì luôn. Và chuyện này đến từ cái việc các bạn không có biết điều chỉnh cảm xúc của mình, để cho cảm xúc bất ổn, lo lắng, sợ hãi chúng ta làm tăng thêm cái bầu không khí cho cái việc tình cảm của hai bạn. Bởi vì một trong hai bạn chẳng có liên hệ sâu sắc và không có nhìn giải quyết vấn đề bằng cách này, bằng cách khác, mà các bạn cứ đổ dầu thêm lửa cho càng ngày mỗi chuyện nó càng lớn và rộng hơn thêm. Nhưng mà cái việc này nó cần sự kết hợp giữa tính nam và tính nữ mà của hai người trưởng thành. Bởi vì nếu hai người chưa trưởng thành thì thật sự các bạn chưa thấy sự cân bằng và chưa biết được cái mong muốn gì trong cuộc sống, thì làm sao các bạn có sự hòa hợp ở đây được. Và thật ra các bạn cũng đang ở trong cái giai đoạn mình chia tay, ly thân, ly hôn rồi. Bởi vì nó đơn giản là mối quan hệ các bạn nó không còn được trong cái tình trạng tốt nữa. Và lá bài thứ hai đại diện cho năng lượng, kết quả nó như thế nào? Khi mà lá bài 8 tiền ra ngược vậy á, cho thấy những cái nhiệm vụ này nó đòi hỏi còn khó khăn và khắt khe hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái điều này có nghĩa là bạn cần phải nhanh chóng và hết sức cẩn thận nếu như bạn muốn hạnh phúc đến mình một lần nữa. Với kết quả này, các bạn phải thấy cái tầm quan trọng của việc bạn gây ấn tượng lại với người này là vô cùng lớn. Khi bạn biết trao đi giá trị yêu thương và trí thông minh của mình, đừng bao giờ mình trốn tránh bất kỳ cái nhiệm vụ hay trách nhiệm nào của bạn trong mối quan hệ. Bởi vì nếu không, các bạn sẽ gây tổn hại đến uy tín và danh tiếng của mình rất là nhiều. Tại vì mình thấy là hình như là hai bạn chưa có sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cũng như duy trì mối quan hệ của mình tiến đến một quan cam kết. Một cái gì đó ảo tưởng về tình cảm này rất là nhiều. Và một người thì đang dựa vào người kia để sống, giống như là một bạn làm việc, một bạn không làm gì đó. Tất cả những cái gì, việc dựa dẫm vào người khác nó không có gì sai các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn không có chịu chăm chỉ và cải thiện bản thân của mình, thì nhất định nó sẽ gây ra một bạn tình thế khó xử, ở thế yếu, và bạn sẽ không biết cách giải quyết như thế nào. Và bạn cũng ngại sự yêu cầu giúp đỡ từ những người khác. Bởi vì bạn cần phải nỗ lực yêu thương, nỗ lực tìm con đường riêng của mình, nỗ lực để phát triển bản thân và chăm lo cho mối quan hệ này. Bởi vì khi lá bài này nó ra ngược vậy, nó nhắc nhở cho các bạn cần phải bỏ ra, bỏ công, bỏ sức để cho mối quan hệ và đời sống tình cảm của mình nó phát triển hơn. Các bạn phải sống hết mình và phải kiên nhẫn thực sự, bởi vì cái tình yêu thương này cần phải chăm sóc và nuôi dưỡng. Nếu như các bạn coi người đó là chuyện hiển nhiên thì đương nhiên cuối cùng nó phải chết đi thôi. Tình cảm nó sẽ không còn nữa nếu chúng ta không chăm lo và
chu đáo cho nó, cũng như tạo ra nhiều cái tình huống lãng mạn để hai bạn nâng cao đời sống tình cảm của mình. Ở đây cho thấy là một bạn hình như đòi hỏi ở người kia quá nhiều. Có thể là cái người này họ tiến lên, họ làm cái phần việc mình xong rồi, nhưng bạn còn muốn hơn nữa. Hoặc là bạn đã có nói rõ cảm xúc của mình ra chưa? Bạn đã thể hiện tình yêu của mình như thế nào? Mà bạn đón nhận tình yêu đó, hay mình nghĩ là mình có người ta rồi, mình không có chăm lo bản thân mình, không phát triển bản thân, cứ bám chiếu dựa dẫm, rồi cuối cùng nhu cầu của bạn càng ngày càng leo thang và họ mệt mỏi, họ ra đi. Ở đây cho thấy các bạn bị mắc kẹt trong cái sự ghen ghét, trong cái sự ích kỷ và tham lam của chính mình, và thiếu nhiệt tình trong tình yêu nữa. Cứ nghĩ mình có rồi, mình nghĩ là không có sao, không bao giờ mắc đâu. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều có thể thay đổi, chuyện bất ngờ chỉ trong vòng một sát na các bạn. Bởi vì tình yêu mà nhạt nhẽo nó sẽ dẫn đến cái việc họ sẽ không quan tâm đến tình yêu này nữa. Và đương nhiên khi mà ta mệt mỏi quá, người ta chán nản thì người ta phải ra đi thôi. Việc này cho thấy bạn đang thiếu kinh nghiệm cho cái việc trong tình yêu này. Chất lượng tình yêu cũng bị giảm sút rất nhiều, và kết quả là danh tiếng cũng như uy tín tình yêu các bạn là cũng từ từ bị phai nhạt, và trong mắt họ bạn chẳng còn là gì đó với họ hết. Và nguyên nhân sâu xa của vấn đề này đến từ các việc chúng ta không có đủ hiểu biết để yêu như thế nào, không biết hành xử trong tình yêu. Bởi vì khi bạn cần tình yêu thì bạn cảm thấy là mình có gì đó khó xử trong cái việc đối xử với người này, không biết đối mặt với tổn thương đau buồn, không biết cách xử lý khi hai người tranh cãi, hai người có những xung đột bất đồng quan điểm. Tốt hơn hết là mình phải nên đối mặt với những vấn đề mình đang gặp phải. Mình đối mặt với nó là mình giải quyết được nửa rồi các bạn, trước khi để cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong mối quan hệ này. Nếu như hai bạn vẫn còn mối quan hệ qua lại, thì đây là bạn đã nhắc nhở các bạn cần phải nỗ lực cho mối quan hệ này. Các bạn phải cống hiến hết mình, phát triển cũng như chăm sóc, và coi cái việc này là mình phải chăm lo nó rất nhiều. Bởi vì chúng ta cần phải được yêu thương mà người ta cũng cần nữa các bạn. Và bạn đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình chưa? Bạn làm đúng cái vai trò của người yêu chưa? Bạn thực sự thấu hiểu và cảm thấy là cho người ta được tình yêu chưa? Đây là lúc bạn phải đối mặt với vấn đề này. Càng kỹ càng tốt, hãy cho mình một cái chi tiết, một kế hoạch thực sự để các bạn thay đổi mối tình cảm này. Thật ra khi hai lá bài này kết hợp với nhau, nó cho thấy mối tình các bạn có thể thay đổi được nếu như các bạn chịu trao đổi thông tin liên lạc, cũng như phải thực sự hành xử liền ngay tức khắc để giải quyết vấn đề này. Và bởi vì các bạn đang hai lá bài đều mang lực nữ hết, do đó cái vấn đề gặp phải ở đây chính là cái người mang năng lực nữ giới. Và trải bài này cũng đúng cho những các bạn là nữ giới, mà hai lesbian, hai người nữ quen nhau á các bạn, cũng đúng trong trường hợp này luôn. Mà qua đây cho thấy cái phần cảm xúc các bạn cần phải chú ý, cũng như lý tưởng của mình như thế nào phải rõ ràng hơn. Bởi vì ở đây cho thấy các bạn bị ngược hướng, do đó cái sự bế tắc và sự căng thẳng, hai bạn có hai cái suy nghĩ rất là ngược. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi nha, bởi vì cái sự linh hoạt của hai lá bài này rất cao. Và nếu như hai lá bài này nó ra thẳng thì hai các bạn xu hướng trở lại nhau á, tới 100% lận. Nhưng mà cuối cùng bởi vì ra ngược như vậy nên các bạn chỉ còn là 50% thôi. Thì hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được là chúng ta cần phải sửa đổi gì để biến những cái mối quan hệ hành sự thật đạt được mục tiêu, giấc mơ có được khi chúng ta chịu thay đổi và biết trao đổi, trao tiếp với người đó nhiều hơn. Và ở đây cái sự kết hợp này nó cho thấy các bạn cần phải cùng nhau tiến bộ, cùng nhau sẵn sàng học hỏi và phát triển. Chúng ta phải cùng nhau cam kết với nhau, xây dựng được cái nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Và các bạn phải thỏa mãn về mặt cảm xúc cho cả hai luôn, nhưng mà cả hai phải nỗ lực rất nhiều. Bởi vì khi mà được xây dựng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau á, thì các bạn mới thấy được là cái tầm quan trọng của việc cống hiến và nỗ lực không ngừng là một cái điều quan trọng thực sự để hai bạn có thể tiến đến cam kết. Bởi vì nếu như hai bạn đến với nhau được thì các bạn không chỉ là đam mê về sự nghiệp, thành công về mặt vật chất, mà còn có cảm giác thỏa mãn mặt cảm xúc và hạnh phúc nữa. Nếu như các bạn chịu là mình phát triển bản thân, thay đổi và cống hiến nhiều hơn cho mối tình này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.